Xin chào tất cả mọi người, đặc biệt là những quý cô chú và anh chị đang xem video clip này. Thì cái video clip này là khá là đặc biệt. Và em xin đố một người một cái câu đố. Đó chính là đố mọi người biết là cái loại đĩa nào mà chúng ta không dùng để ăn. Và mọi người muốn biết cái câu trả lời á, thì hãy phải xem hết cái video clip ngày hôm nay nha. Xem hết những cái hình ảnh trên á, mọi người có thể hiểu được cái câu trả lời của mình là gì chưa? Đó chính là đĩa trang trí đó mọi người. Ngoài tác dụng có thể làm decor nhà cửa của mình, thì mọi người cũng có thể làm quà tặng đến cho những người thân yêu trong gia đình, hoặc là bạn bè, đặc biệt là những cái đối tác trong các dịp quan trọng như là về tân gia, khai trương, hoặc là các dịp lễ lớn trong năm á. Và mọi người xem hết video clip này và đang có cái nhu cầu thì hãy liên hệ ngay đến Nha Nhi cũng như là công ty Sơn Nông tại số hotline là 1900 888 919. Còn bây giờ thì mọi người cần thêm những cái vật dụng cũng như là cần muốn review những cái sản phẩm nào thì hãy để lại bình luận bên dưới. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.